Xin chào các bạn, clip này CI sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm bột gội đầu bù kết thảo dược nhà CI nhé. Đầu tiên, tất nhiên thành phần chính của bột gội đầu CI là bột kết nướng bỏ hạt. Bột kết thì được CI nướng thơm, rồi cẩn thận cắt, lọc bỏ hạt đi, giúp nước gội thơm và giảm hẳn tình trạng gội đầu tóc bứt dính mà các bạn đang dùng nước gội bột kết hay than phiền với CI đó. Thêm vào đó, CI kết hợp với các loại thảo dược dưỡng tóc như hương nhu, cỏ mần trầu, vân vân, kèm theo các loại dược liệu giảm tình trạng tóc ngứa, gầu nhiều như tạo giác thính, vỏ bưởi, xả. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là công thức chuẩn nhà CI, giúp da đầu khô thoáng, tóc giảm đi tình trạng bứt dính, giảm gầu và vẫn suôn tóc. À mà với các mái tóc đã bị hư tổn do hóa chất như duỗi, nhuộm, ép, gây sơ rối thì các bạn có thể dùng thêm dầu xả. Nhưng mà nhớ cắt chân tóc từ 3 đến 5cm nha. Rồi, giờ mình vào cách dùng bộ bột gội đầu thảo dược CI đi nha. Khi bạn nhận được sản phẩm sẽ gồm một hũ bột gội đầu kèm hai túi vải lọc tái sử dụng như trong hình nè. Đầu tiên thì bạn lấy túi lọc thêm 1-2 muỗng cà phê bột vào, đổ tầm 300ml nước lọc, nhúng vải lọc vào và bắt bếp nấu lên. Xong thì để nguội để bắt đầu gội nhé. Hoặc là bạn làm như clip là chỉ cần hãm với nước sôi như hãm trà thôi là được. Phần túi lọc bạn có thể bỏ vào tủ lạnh để dành để nấu lần sau. Khi gội, bạn để một cái xô nhỏ ở dưới rồi xối nước gội thẳng lên da đầu, massage như trong clip. Xong lại đổ từ từ tiếp, hết thì lại lấy nước từ chậu nước mà xối lên. Và nhớ cho CI là cố gắng massage da đầu nhẹ nhàng nha. Nếu bạn thích gội nước nhiều thì mình lại pha thêm nước lạnh để gội nè. Bên cạnh đó, CI sẽ bày cho bạn một cách dùng tiện lợi hơn. Bạn có thể nấu nhiều hơn một tí, thành 2 lần nước rồi để nguội cất vào tủ lạnh. Nhớ nấu lâu lâu để cho nước gội được đặc đặc một tí. Khi bạn gội đầu, bạn lấy ra pha với nước nóng một xí cho đỡ lạnh rồi mình gội. Thường thì CI dùng 4 muỗng nấu thành 2 lần nước, sau đó để nguội cho vào trong một cái chai lớn, cất vào trong tủ lạnh thì mình có thể sử dụng được cho một tuần gội luôn đó. Ngoài ra có vấn đề gì thì nhắn cho CI nhé. Dược thảo CI cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng và đã lắng nghe clip này. Xin chào.